Chào mừng các bạn quay trở lại với lại sân cầu lông quen thuộc, sân Phủi cầu lông Bào Cát Ba. Trận đấu các bạn đang chuẩn bị xem đó là đại chiến giữa hai đội. Phía xa nó là phía xa đó là áo màu mắm rút trung lưới, áo đen hồng thấm, áo tím Kim Anh, còn bên này áo vàng Cường Nhỏ, áo xanh bên này là Thí Liễu, còn áo tím bên kia là Kiều Anh. Quẩy Kiều Anh chưa. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội bên xa trung lưới hồng thấm với lại Kim Anh. Một điều Cường Nhỏ đã quánh hỏng rồi. Cường Nhỏ mặc dù là kỹ thuật thì cũng khá nhưng mà sai sót thì cũng không ít. Cường Nhỏ làm gì đáp rồi. Cường Nhỏ đã chấp thời cơ nhưng mà công lớn là thuộc về Thí Liễu, chứ cái trái cầu khiến cho bên kia bắt lại rồi. Cường Nhỏ tiếp tục làm gì? Trung hay quá Trung ơi. Trung vừa rồi đã rất là kiên định với mục tiêu của mình, bám sát mục tiêu không từ bỏ, và cuối cùng thành quả là đã đem về cho đội của Trung một điểm. Đây, hay quá Trung ơi, vừa rồi là một pha nữa Trung đã gài cầu khiến cho đối thủ bất lợi, sau đó là mới ra tay. Hay lắm Trung ơi, từ ngày mà xuống tóc để cho, mặc dù là xuống tóc để làm bắt giới nhưng mà mọi người thì vẫn cứ tưởng là làm tam tạng, làm cho nên ra đường người ta gọi là sư phụ, nhưng mà thực sự là bắt giới thì mới đúng, gái phải tránh xa ra. Rồi vô, không vào sân. Tỷ số nhiêu rồi, bao nhiêu? 5-4, đội của Trung dẫn nha. Đáp hay quá, từ ngày xuống tóc công nhận là đánh cầu hay nha. 6-4, mặc dù là cái tên tuổi là không có so sánh được, nhà cái là vẫn là chọn là đội của Cường Nhỏ là nhính hơn. Tuy nhiên thì với cái sân Phủi Bào Cát Ba này thì cái tình trạng những cái vấn nạn giống như là ăn gian nào là gian lận á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả trận đấu đó, còn chưa nói là nội gián nữa. Nhiều khi đội rất mạnh nhưng có nội gián ở bên này là cũng ảnh hưởng tới kết quả của trận đấu rồi. Do đó cho nên là khi mà trận đấu chưa kết thúc thì chưa còn biết điều gì sẽ xảy ra. Cường Nhỏ rất cố gắng để mà gánh tim. Vừa rồi Cường Nhỏ đã gánh thành công. Sao điều 6-7, đội Trung dẫn ơi, trở về với hình ảnh quen thuộc, phá lưới, vô phá lưới, trở về với hình ảnh quen thuộc rồi. Kim Anh Thăm, trong trời giờ thăm rồi. Trời ơi, 8-7, đội Cường Nhỏ đã lần đầu tiên dướng lên, dẫn điểm đội trung lưới rồi. Trung lưới làm gì? Rồi nội gián, đó là vấn đề mà tôi mới vừa nói xong, vấn đề nội gián hơi lô liếu. 9-8, hơi lỗ liễu, vấn đề nội gián này là vấn đề, một vấn đề nhức nhối nhưng mà không nên dẹp, nó là một phần của cầu lông ở đây. Rồi 8-9, chín đều thám áp chụp bài nè, trong cãi nè, rồi ăn làm thịt luôn. Rồi hay quá, như vậy là sau khi nửa trận là tỷ số rất là xích sao 19 và nghiêng về cái đội của trung lưới. Bây giờ trung lưới qua đây thì gặp thuận lợi là gió thuận, còn đội của Cường Nhỏ qua anh kia là bị gió nghịch, để coi Cường Nhỏ sẽ xử lý gánh tim như thế nào. Rồi ngoài rồi 10 đều vẫn là chưa thể nào biết được đội nào sẽ thắng. Trận đấu này rất căng thẳng.
Hay quá, vừa rồi Trung đã có một pha xử lý gọi là đi vào lòng người. Vô coi. Quên. Hay vậy quá. Ôi, nhưng mà anh tưởng đâu là làm được hoài, nhưng mà anh làm được lần hay lần sau anh thất bại. Đó là gì? Đó là nếu mà lần sau mà cũng thành công thì người ta gọi là hay, còn lần sau thất bại như vậy là người ta gọi là may. Phải trước là ăn may thôi chứ không phải là thật lực rồi. Vô. Thí liễu làm gì? Đúng. Rồi, sao bắt lợi vậy? Sao bắt lợi vậy? Ui, quýnh rồi bắt lợi liên tục là không được rồi, phải giành lợi thế ngay. Thì quýnh cầu là phải làm sao giành lợi thế cho đồng đội. Chị Kim Anh. Đây. Trời ơi, đội này là thực lực không phải không có, nhưng mà vấn đề sai sót là rất là ghê gớm. Chưa phải là... Ui, không được rồi. Đội bên này, đội Trung Lưới với lại Kim Anh với lại Hồng Thấm á, là có một tình trạng là chưa phải là ngôi sao nhưng đã mắc bệnh ngôi sao. Chưa phải là ngôi sao nhưng mà lại mắc bệnh ngôi sao là đó là chưa nói, mà nếu mà thành ngôi sao nữa là chắc là đánh một mình luôn á. Vô. Vậy mà không ăn là chừng nào? Rồi. Không ăn thì chừng nào nữa? Ừ. Bao nhiêu rồi? Nhiều. Tôi quên giới thiệu từ đầu, bình luận viên Kim Đồng Tài, mặc dù tỷ số không nhớ. Ôi. Nhiều rồi. Thí liệu cố lên, nội gián cũng không nên lộ liệu. Trời ơi, sao vậy? Quên. Cường, cố gắng lên Cường. Nhiều rồi. 5-7. Đội của Trung vẫn là đội dẫn điểm. Để xem. Cường nhỏ. Cường nhỏ sao hôm nay hội giá có vẻ yếu quá vậy? Cường nhỏ là nghĩa là anh áo vàng bên kia. Rồi 6-7. Đã rút ngắn xuống rồi. Cường nhỏ ơi, cố lên Cường nhỏ ơi, gánh tim. Đan, bùm, phải đều. Kêu quanh vừa rồi đã quýnh một quả với tất cả sự tức giận. Vô, giao cao. Cương, hay quá Cương ơi. Nữa Cương. Cương, nữa Cương, nữa. Cố lên. Rồi, hay quá. Quả đã hay, công nhận hay. Xé nách vào đó. Đúng là thằng sầu không thể ai đỡ được hết á, nếu mà hạ trong đó cũng bó tay luôn, không thể nào đỡ được quả đó mà. Hay quá. Vô. Quýnh, hay quá Trung ơi. Ê, bình tĩnh, hay chưa? Vẫn còn hai. Vẫn còn hai. Ngoài. Hai tắc. Quả đó ngoài hai tắc. 9. Ăn luôn. Hay quá. Sao rồi không hả? 20 bao nhiêu? 20-17. Hay quá Trung ơi, ăn quả thằng này rất hay. Chúc mừng công nhận đội của Trung rồi. Trung Thấm và Kim Oanh mặc dù là trước trận không được đánh giá cao, nhưng mà cuối cùng đã chiến thắng rất vẻ vang và trận đấu rất là hay. Cảm ơn các gọi là long thủ đã cống hiến trận gọi là rất là hay nha. Bây giờ ngôi sao sẽ vô. Cái gì góp hết trơn á, mình sẽ quánh được chung á, nó sẽ biết.
chung bữa nay mấy anh quýnh cầu thì cũng được, mà biểu diễn hài cũng được, hồng thắm châu cầu hai điều ngoài Sở Khanh quýnh ngoài. Sở Khanh dạo này yếu quá, quýnh cầu hư quá.
42 nghiêng về đội cường cường si của ngoài 34 53 nghiêng về cho đội Việt Giang. Hay quá Hà Gã, hay quá Hà Gã. Mở miệng quá. Đó 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 đó. Ừ bằng cái sao lúc rồi. Ừ. Đó, Hà Gã. Quốc Hà Gã. Yeah.